Đang hết rồi, giờ ăn đến rồi, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây cho ăn. Đó là chạy ra thấy chưa, dễ thương chưa. Hai con này để tí nữa bỏ xuống cho ăn, con kia lại đây, nhanh, nhanh lên. Mấy con này nó ăn rất là tốt các bạn, riêng cái con rùa lớn này chính xác là 11 ngày rồi nó không chịu ăn. Làm cái gì nó cũng không ăn, bỏ đủ thứ nó cũng không thèm. Bây giờ mình bắt ra ngoài thì không biết nó có bị sao không. Bắt ra ngoài cái sông. Chính xác là 11 ngày rồi nó không chịu ăn gì luôn các bạn. Ăn giùm đi. Mình không biết nó bị sao.